Mọi người ơi, từ ở nhà Thi á đến chợ Bình Điền này chỉ có nửa tiếng đồng hồ à. Nhưng mà bây giờ là đi đến chợ Bình Điền người ta không có mở cửa. Chỉ có là người ta bán ngoài đầu đường thôi. Trời ơi, gà quá trời luôn nè, cánh gà, chân gà. Thì mang Bự bự quá cái gì trời. nó đủ gọi gì đó. Đó, thấy chưa, Còn bà biết nữa, bỏ thấy trong chưa? nhà. Quá trời Thiệt ngon chứ. luôn rồi. Ủa, bình thường là mình không có dịch á, mình bán ở trong hả chị? Ở đây luôn á trong nhà. Bán ở đây luôn hả? Trời ơi. Chị bán ở đây bao nhiêu năm rồi chị? 9 năm rồi. 9 năm hả? Ừ. Trời, chị bán 9 năm rồi nha mọi người nha. Mình bán mới có 3 năm mà. Mình bán gì không có lợi với bả đâu. Trời ơi. Rồi bán 9 năm mà bán ngay cái khu này luôn hả? Trời ơi. Rồi ở đây là cái khu này bán thịt gà, còn cái khu ở trước bán gì vậy chị? Bán heo đó. Bán thịt heo hả? Còn ngoài thịt heo là cái gì khác nữa không? Không, có gà với heo mà chứ. Chị rồi ốc ở khu Bên nào đó. chị? Ốc bên đó hả? Vậy nó qua anh mua. Trời, bên đó có trai đẹp bán ốc không chị? Có trai đẹp để bán nhà. Rồi à, buổi sáng mấy giờ ở đây ta mở cửa chị? Sáng đi chứ không biết mấy giờ. Sáng đêm hả? Ừ. Sáng đêm không lẽ không nghỉ giờ nào hết? Không. Người dẹp vô, người Rồi. ra, người dẹp vô, người vô. Rồi bà bán từ mấy giờ cho đến mấy giờ? 1 giờ. Một giờ trưa hả? Một giờ Một giờ tối? khuya. Một giờ khuya, má ơi, làm ăn gì dữ vậy? Thức đêm ai bán lợi bà? Bán từ 1 giờ khuya cho đến 1 giờ chiều là đi về nha, đủ sống nuôi con rồi đó. Giờ bán chuẩn bị hết cái đống gà này là về rồi đó mọi người. À nè, gà này là gà gì chị? Gà gốc tư. Gà gốc tư. Tại sao mình ta đặt gà gốc tư là gà nửa con. công nghiệp hả? Ừ, gà công nghiệp. Gà công nghiệp, gà gốc tư là gà nửa con. Thật ra mình không biết cái tiếng Việt Nam mình như thế nào á, cho nên nhiều khi Thi nói gà gốc tư nha, chặt nửa con nha. Nửa cái mình kia người ta lấy đi đâu? Cái ức là cái chấm ta lấy ra ta bán nè. Ờ, cái ức là ta bán riêng, cái đầu người ta bán riêng. Đầu riêng. Trời, Hà Nội giờ mới biết luôn á mọi người. Lại đây mới biết là gà gốc tư nó bán như vậy. Vậy là cái khúc đuôi này là nó thịt nhiều. Ấy là ta bán cái đó đó. Gà xói mỡ hả? À. Trời, cái này bây giờ em hỏi giá đi, cánh gà ký nhiêu vậy chị? 60. 60 hả? Thôi chút nữa em mua về bóc cho em thử 1 ký coi, mấy cái vậy? 60. Em mua về em ăn đó nha. Bà lựa cái nào ngon ngon đó nha. Trời ơi. Ăn là khỏi chê đó nha. Bữa nay lên clip luôn. Chị nãy giờ quẩy quay chị hoài à, chị tên gì vậy? Tên Chi. Bà tên chị Chi nha. An Giang. Quê An Giang nha. Tên Chi quê An Giang lên bán ở tại chợ Bình Điền. Trời ơi, quá dễ thương luôn trời. Thì em đang chạy xe dạo ở trong khu chợ Bình Điền. Thì bây giờ người ta bán ở phía ngoài, em đi ra ngoài em đi coi em mua đồ ở ngoài nha. Thì đây là chợ Bình Điền quá lớn luôn, lần đầu tiên thì mới đến đó mọi người. Nhưng mà nơi nào mà Thi chưa đến thì đến tới là Thi rất là vui. Vì nghe người ta nói không mà chưa bao giờ đi. Lớn quá trời luôn á. Cái nơi này đất rất là trống luôn, quá trời lớn luôn rồi. Chắc người ta hoạt động trở lại chắc vui dữ lắm nha mọi người. Đi mua đồ chắc vui lắm á. Vui mệt xỉu luôn á. Thi thấy thích đi mua đồ lắm. Mua cái gì cũng được hết trơn, miễn là đi mua đồ mà đem về bán. Rồi bây giờ Thi đi ra ngoài Thi coi mua ốc nha. Ốc, ghẹ, tôm, cua này nọ. Em muốn coi mẫu ốc. Chết rồi, đi trễ quá không có hết rồi. Người ta bán lúc 3 giờ, 1 giờ khuya phải không? À, cái này là của anh luôn hả? Vậy là của anh bán hay là của anh làm? Người bán. Anh bán luôn hả? À, bán hai bên, bán chung với nhau luôn mọi người ơi. Làm giàu tại chợ Bình Điền nha, có nguyên xe tải luôn. Trời, ốc rất là ngon luôn á trời. Em kiếm mua ốc. Ốc lát. Trời ơi. Ốc lát hết rồi bà con ơi. Ốc mỡ. Cái này là người ta lột vỏ sẵn hết hả chị mua gì? À, còn thịt. Ốc mỡ mọi người ơi, ngon quá à. Hồi ốc này mua về luộc ăn chắc ngon lắm đó nha. Nghiêu. Thi đang chạy xe như thế này trời rất là mát. Và Thi rất là vui. Rất là nhộn nhịp luôn ngoài đường nha mọi người nha. Đó. Bây giờ là thành phố của chúng ta hiện tại là đang sống trở lại. Đang sống trở lại luôn. Rất là vui, người rất là đông. Mà mua bán thì chưa đông gì nhiều, nhưng mà người đi đường rất là đông luôn. Đó. Thì nói chung ra ngày nào Thi có cái niềm vui ngày đó. Mọi người thấy bữa nay Thi mặc áo bà ba đẹp không? Bữa nay mà em mặc áo bà ba như thế này nè, mà em đi ra đèn đỏ đèn xanh á, ngừng đèn đỏ đèn xanh, ta tưởng đâu em cái đèn màu vàng không, ta không dám chạy. Ta ngừng 1, 2, 3. Đèn xanh ta cũng không dám đi luôn, ta thấy ta thấy nguyên cái đèn màu vàng với màu xanh. Người ta hết dám đi luôn. Phố xa thênh thang đón chân thì đến chung vui. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Ai mà ở dưới quê á, khi nào mà có xe nhớ lên thành phố nha. Đi chơi thành phố, đi chơi Sài Gòn cho vui.
Welcome to in Ho Chi Minh City. Vietnam so beautiful. Welcome, welcome. Đến quán, đến thành phố chơi rồi nhớ nha. Ghé quán Ti Thi gọi đủ. 151 Minh Phụng, đường Bến Phú Lam, phường 9, quận 6. Lúc nào em cũng tràn trề năng lượng, em phục vụ tất cả anh chị em. Đó, ăn ngon miệng và được vui vẻ nữa. Được nghe tiếng hát của Ti Thi và được xem clip của Ti Thi trên màn hình nữa. Quá trời bông luôn rồi, rất là đẹp luôn. Bông bụp nè, bông huệ, bông này, bông nọ. Thiếu miếng bông gì luôn á. Hôm nay con thì lớn rồi nha mọi người. Quá trời bự luôn rồi. Đó. Rồi, bây giờ con thì gần 2 tuổi rồi, Tết nay. Tết nay còn 2 tuổi rồi. Bây giờ gắn bác. Ở đâu mà xuống mà mặc bộ đồ đỏ giống như nhau luôn á. Sao con y chang luôn á trời, màu đỏ. Không mày biết ai. Không biết ai. Đó, thấy chưa. Thôi bye bye mọi người một cái đi. Bye bye mọi người, chu môi một cái. Nhe răng cười. À, làm xấu đi, làm xấu một cái bye bye nghỉ. Rồi. Bye bye mọi người. Mọi người ơi, bữa nay sẵn dịp á, em luộc mẻ thứ hai nha, chân gà sợ tắc. Đây, em để vô nước đá. Mọi người ơi, nhớ lên Shopee Food nha, mua hàng bên em nha. Đó. Mua chân gà ăn nha, thưởng thức khẩu vị của Ti Thi nha mọi người. Đây. Ôi, cực đỉnh luôn mọi người ơi. Bữa nay em bán đông quá, cho nên em phải luộc thêm mớ nữa. Em phải trộn cho nó giòn cái chân gà này nè. Thơm ghế mọi người. Luộc cái cực đỉnh luôn. Thật ra tôi không có thời gian đâu mọi người ơi. Tôi làm lần ít ít thôi. Mà rất là giòn luôn nha mọi người, khi mà để vô nước đá nữa. Ai muốn mua chân gà sợ tắc hãy lên trên Shopee Food thì có bán ship các quận thành phố Hồ Chí Minh. Với lại mua tận nhà giống như là một hộp chân gà, một ly trà tắc chỉ có 100 ngàn thôi. Chân gà có nước chấm cay nha mọi người nha, chấm ớt nha. Ngon quá. Chân gà nãy thì làm rồi mọi người, nhanh không? Chấm ớt cay. Uống ly trà sắc nữa, cực đỉnh luôn. Món ăn vặt nha mọi người nha. Bạn có đơn hàng mới được xác nhận bởi Shopee Food. Trà tắc xanh thì ngon nha mọi người. Có màu đỏ và màu xanh. Nhưng mà bây giờ thì quảng cáo màu xanh xong rồi để cho mọi người biết. Màu đỏ thì bán 3 năm rồi. Còn màu xanh này thì bán mới có 5-6 tháng nay thôi. Ngày thì ăn hết dĩa mọi người. Từ ngày bán chân gà tới giờ. Mọi người thì không bán chân gà thì không ăn. Nhưng mà bữa nay cái thi ăn. Thì bán cái thi ăn luôn. Dù mọi người ăn mà không thấy chua nặng chanh vô. Nặng tắt vô, em có cho tắt mấy miếng cho mình. Thơm lắm nha mọi người. Để trải nghiệm thưởng thức thử. Mọi người có trải nghiệm đi. Em thì chắc chắn em bán em phải nói em ngon rồi. Đó. Mọi người ăn ngon không ngon thì em không biết. Nếu mọi người ăn thì em ủng hộ em thì em cảm ơn. Vì mọi người mỗi cái khẩu vị. Mỗi người làm mỗi cái món ăn khác nhau. Hả? Bạn có đơn hàng mới được xác nhận bởi Shopee Food. Chân gà mềm giòn. Mọi người thưởng thức tự trải nghiệm nha. Nhiều người nói thì tự ăn tự khen. Thi bán đi với khen. Ngon quá. Béo. Thi không có bán chân gà rút xương nha mọi người. Vì chân gà rút xương á thì không có thời gian. Nói chung là thi bán nhiều chứ có món để bán rồi. Mọi người cũng đã biết rồi, mọi người cũng có thể ăn này ăn kia, thèm này thèm kia. Thế thì bán có một món thì mọi người ăn cũng ngán. Mọi người nhớ đến ủng hộ Thi nha. Cảm ơn tất cả anh chị em đã yêu mến Ti Ti. Luôn luôn ủng hộ Ti Ti nhiệt tình. Tại Ti Ti luôn luôn ủng hộ Ti Ti nhiệt tình, rất là vui. Cảm ơn tất cả anh chị em đã yêu mến Ti Ti suốt thời gian vừa qua nha. Cảm ơn rất là nhiều. Nhớ đăng ký kênh và subscribe kênh giùm Ti Ti nha. Cảm ơn cả nhà yêu.